Hello cả nhà. Trời đang mưa cả nhà ơi. Mưa bay bay nè. Đây là khung cảnh ở một quán cà phê thị trấn nhé cả nhà. Đây là hồ quanh quán đó cả nhà. Quán này có tên là An Phú Viên. Đây, để mình quay bên này cho cả nhà xem nhé. Đó, khách khứa đang uống cà phê đó cả nhà. Bên này là cái bàn của mình này cả nhà. Mình đi một mình. Mình tới trước. Cái bàn bên này tới sau, họ đông vui. Để mình quay một lượt cho cả nhà xem cảnh nhà ở quán nhé. Đó, cả nhà thấy quán đẹp không? Quán này toàn là sử dụng bằng gỗ không nhé cả nhà. Đó. Có tảng đá tự nhiên nữa này. Tảng đá này không phải là di chuyển qua đây đâu nhé cả nhà. Tảng đá có sẵn tự nhiên ở đây luôn. Người ta tận dụng, người ta làm cảnh luôn. Đó. Quán này rất là đẹp luôn. Đấy, ở bên kia có tảng đá to kìa cả nhà. Khi trời nắng là người ta mở vòi nước này. Người ta mở vòi ở trên này xong rồi là nước chảy xuống mấy cái bậc này đẹp lắm cả nhà. Nhưng mà hôm nay trời mưa nên là quán người ta cắt nước đi. Ở đây ngày xưa thì có nuôi cá nhưng mà giờ không thấy nữa. Có khu dành cho trẻ em vui chơi. Đây là không gian của quán này cả nhà. Tất cả đều bằng gỗ hết. Đó. Bàn ghế là đều bằng gỗ hết. Quán này uống rất là ngon cả nhà. Mỗi lần mình ra thị trấn là mình hay ghé uống ở đây. Đây có ao cá này, có cá kìa cả nhà. Có cá lau kiến này. Bên kia một con. Bữa trước nhiều lắm, bữa trước đầy luôn á cả nhà. Mà bữa nay trời mưa nó chui rút hết mấy cái chỗ này sao. Đó. Quán có tầng trên nữa cả nhà. Tầng trên nhà sàn. Trời nắng thì uống tầng trên kia mát lắm cả nhà. Để mình quay một lượt nữa nhé. Có bộ bàn ghế cốc cây đẹp chưa nè. Quán này là quán dân kinh doanh gỗ nhé cả nhà. Nên là tất cả mọi thứ đều bằng gỗ hết. Đây cho cả nhà xem. Quán dành cho chỗ dành cho hội họp này.
rất là đẹp luôn. Bộ phản bên kia có bộ bàn ghế tròn rất là đẹp. Bên kia có đôi vợ chồng đang ngồi uống cà phê. Quán không gian của quán rộng lắm cả nhà, mà mình quay một lượt thôi tại vì trời đang mưa này. Bên kia là quầy pha chế cả nhà. Đó, bên này là quầy pha chế. Trời đang rất là mưa to. Chán quá nhỉ. Trời lúc nắng lúc mưa cả nhà. Bên này thì có mấy bộ bàn ghế đá này. Có chữ tên của An Phú Viên kìa cả nhà. Tối quá. Đó. Bằng gỗ. Cà phê An Phú Viên. Tối quá không thấy đường. Có cây long phượng này. Ta quên hình rồng chứ. Rễ cây bằng hình rồng này nhưng mà không thấy đường cả nhà. Ở thị trấn này rất là nhiều quán đẹp luôn cả nhà. Quán này cũng đẹp. Mấy cái quán kia này cũng đẹp. Rất là đẹp luôn. Đây. Quay cho cả nhà xem này. Hình rồng nhá. Đầu rồng này. Mà không thấy rõ. Có một cây đa to bự. Cành lá xum xuê. Bên này cũng một cây. Nói chung là quán này cây xanh nhiều lắm cả nhà. Đó, chữ An Phú Viên. Kính mời quý khách. Cà phê An Phú Viên kính mời quý khách. Bên này cũng không thấy đường cả nhà. Tối quá. Trên cao. Chói. Mấy chậu cây cảnh như thế này thì rất là nhiều luôn. Bên kia có cái chòi nữa. Cứ mỗi cái chòi là một bộ bàn ghế gỗ. Mình quay lại bàn nhé cả nhà. Đây cái bàn của mình đây. Bàn của mình đi một mình thôi. Không có tư trang gì hết, có cái này thôi cả nhà, không túi không sách gì hết nhé. Đó. Cầm như thế này đi thôi, cuộc sống đơn giản thế thôi. Mời cả nhà uống cà phê nhé cả nhà. Uống xong rồi chạy về nhà 30 cây. Sáng mình đi công việc ấy cả nhà. Tới 11 giờ mới xong việc. Xong việc xong rồi la cà ở ngoài chợ. Giờ là chắc phải 3 giờ rồi.
cả ngoài chợ đã rồi buồn ngủ quá chạy qua đây làm một ly cà phê cả nhà, tỉnh xong rồi chạy xe về. Thôi mình xin dừng clip tại đây nhé cả nhà, chúc cả nhà ngày mới gì nữa, giờ chiều rồi, chúc cả nhà vui vẻ. Bye bye.